Mình nấu canh bầu nấu ghẹ nha các bạn. Lẩu này mà mình ăn lẩu là mình bỏ như vậy nè. Ở Việt Nam mình đi ăn lẩu á, ngọt lắm nha các bạn. Các bạn nấu nước nha, các bạn làm thịt ghẹ cho sạch nha. Rồi mình nấu nước sôi. Xong rồi cái bắt đầu mình bỏ ghẹ vô. Cho ghẹ chín mà mình bỏ ghẹ với lại bầu vô lúc luôn. Tại vì ghẹ nhanh chín mà bầu cũng nhanh chín nha các bạn. Đó. Đó. Rất là ngọt. Mở rau vô nhiều một chút. Bỏ tiêu nữa. Ừ, tiêu. Đó. Rồi, có ngoài canh bầu nấu ghẹ nữa mà. Ghẹ nấu canh bầu chứ.